Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay kênh phụ kiện chính hãng 789 tiếp tục giới thiệu đến các bạn một mẫu những cái dòng mẫu ốp đang hot nhất cho dòng 14 Pro Max các bạn nhé. Đó. Thì trên tay mình đây là hai mẫu ốp đang bán rất là hot trên thị trường hiện nay, rất là mẫu rất là mới, thời trang. Đây. Đây thêm một con nữa lên là ba các bạn nhé, ba hãng khác nhau. ZAGG, XM và Lingerie đều hàng hãng hết các bạn ạ, kỳ là đẹp. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn ba mẫu ốp màu tím và phản quang cho dòng 14 Pro Max nhé. Với cái dòng như này, mẫu này thì đều có của 14 Pro và 14 Pro Max, 14 Plus đủ hết các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ đưa mẫu lên thôi, thì có rất là nhiều các model máy khác nhau. Đấy. Ví dụ như dòng XM này thì có cả của 13, 12 các bạn nhé. Link đặt hàng mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì các bạn muốn mua cho bất cứ máy gì, các bạn chỉ cần vào Shopee. Link đặt hàng mình sẽ để bên dưới phần mô tả, các bạn vào đó có thể lựa chọn được những sản phẩm mình cần mua. Ví dụ như kính cường lực, bao da, pin cáp sạc tai nghe. Đó, rất là nhiều các sản phẩm. Thì không dài dòng, mình sẽ mở hộp đến các bạn là sản phẩm đầu tiên, đó là chiếc ốp phản quang của ZAG các bạn nhé. Nhìn cực kỳ xịn sò luôn, hàng đóng hộp rất chắc chắn. Đấy. Con này thì nâng nhám chống vân tay và phản quang các bạn, hộp làm rất là sang xịn mịn luôn. Bên trong này còn một lớp kính nữa các bạn nhé, đây sạc không dây các bạn nhé. Các bạn lưu ý là có một mẫu ít sử dụng như này nhưng mà nó sẽ không có sạc không dây thì con đấy sẽ rẻ hơn. Con này có sạc MagSafe thì nó sẽ đắt hơn các bạn nhé. Đó, giá cực kỳ là phải chăng. Hàng cực kỳ là xịn. Con này thì dày dặn chắc chắn. Chung là đã là của ZAG thì không bàn được các bạn nhé, không bàn về chất lượng, cực kỳ là chắc chắn luôn đấy, phản quang. Các bạn có thể nhìn thấy không? Mình sẽ nghiêng từng góc một để các bạn thấy cái độ phản quang của ánh sáng bên nào thì nó sẽ có thể phản quang được tím này, rất là nhiều màu. Đó. Chúng ta có thể thấy nhìn thẳng trực diện thì nó sẽ là màu trắng xanh kiểu này. Ốp này thì bên mình sẽ gọi là ốp phản quang các bạn nhé, phản quang ZAG có MagSafe và một dòng là không có MagSafe. Đó, giá nó xem nhau trên nhau chỉ khoảng vài chục các bạn ạ. Hàng này hàng chính hãng hết các bạn nhé. Đấy, khi bên mình gửi đi thì sẽ là một cái hộp nguyên như thế này và sẽ được đóng vào một cái hộp bìa cắt tông rồi dán mã vận đơn bên ngoài. Các bạn đến nhận hàng thì các bạn nhớ check lại đúng xem đơn hàng của mình và xem đúng sản phẩm mình cần mua không. Đó, tất cả các đơn hàng xì lẻ thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên màn hình, hoặc cũng có thể gọi đến số 0879 088 999 đó, hoặc là số 0938 698 986. Các bạn có thể gọi để hỏi mình báo giá về sỉ và những cái mặt hàng mẫu mới các bạn nhé. Đó. Hoặc là kết bạn Zalo cũng số đó luôn. Thì các bạn cứ liên hệ để có giá tốt nhất, nên mình cam kết là hàng chính hãng, đúng quảng cáo các bạn nhé. Bao sỉ toàn quốc luôn. Đó. Ship thì cực kỳ là nhanh và rẻ, nên là các bạn chỉ việc lên đơn thôi. Đó, giá nào bên mình cũng bán được hết. Đó, hàng thì rất là nhiều số lượng, các bạn cứ trực tiếp kết bạn Zalo để có thể dễ trao đổi các bạn nhé. Hình ảnh video sản phẩm rồi giá cả các thứ thì mình trao đổi nó dễ hơn. Đó, hoặc gọi điện trực tiếp cũng được, nhưng mà để nó dễ xử lý thì chúng ta cứ nhắn tin qua Zalo thì nó sẽ còn cái nội dung của đấy thì mình có thể là để trao đổi. Đó. Đây là con XM này gọi là XM skin các bạn. XM skin con này thì cực kỳ là chất rồi. Con này bảo vệ cam các bạn nhé. Con này là bảo vệ cam này. Là nó có mắt bảo vệ và kính luôn rồi các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Cực kỳ là xịn sò luôn. Con này bên trong này thì người ta có để một lớp đó. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ là lớp kính nên nó sẽ bị cái ánh điện nó chiếu vào thì nó sẽ phản quang, nó phản ra luôn. Con này thì được làm một lớp chống xước các bạn nhé, như ông chống xước bên ngoài các bạn thấy không, chất lượng quá là ok luôn.
Với con ốp này chỉ chưa đến 100.000 các bạn đã sở hữu một con ốp rất là uy tín rồi. Đó. Vì là chất lượng các bạn nhé. Đặt hàng thì rất đơn giản thôi, link đặt hàng ở trong phần mô tả của video. Chúng ta sẽ đặt hàng trên Shopee. Hàng sẽ giao đến tận nơi, các bạn có thể là xem hàng nếu shipper hỗ trợ. Còn quy định của bên sàn Shopee thì người ta sẽ không cho đồng kiểm các bạn nhé. Nhưng mà bên mình cam kết bán hàng đúng quảng cáo. Bên mình sẽ yêu cầu shipper hỗ trợ cho kiểm hàng. Nếu mà không được thì các bạn cứ nhận hàng bình thường. Nếu đúng kiểm tra đúng đơn hàng của mình thì cứ nhận hàng bình thường. Shopee có chính sách là bảo vệ người tiêu dùng. Nếu người sai có thể trả hàng hoàn tiền. Đó. Không đúng theo đơn hàng các bạn nhé. Các bạn mua hàng thì lưu ý lựa chọn đúng cái phân loại đời máy của mình. Đó. Nếu như máy 14 Pro Max thì chúng ta nên chọn đúng 14 Pro Max, đừng có chọn là 13 Pro Max về thì sẽ không vừa. Hai con cùng là 6.7 inch nhưng mà sẽ khác nhau về camera các bạn và một số cái cổng sạc các thứ lung tung. Đấy thì chúng ta lưu ý cái điểm đó. Hoặc là chúng ta mua sản phẩm ốp thì chúng ta nên chọn phân loại là ốp, và mua kính cường lực thì chọn phân loại là kính cường lực để tránh trường hợp nhầm các bạn nhé. Kính cường lực có giá rẻ hơn là ốp nên là chúng ta không thể lựa chọn là kính cường lực để yêu cầu mình giao ốp được. Các bạn phải chọn đúng là chọn ốp, ốp lưng và chọn màu, chọn đời máy. Và kính cường lực cũng vậy, thì chúng ta nên lựa chọn đúng cái sản phẩm mà chúng ta cần mua. Thì mỗi một sản phẩm sẽ có một cái giá tiền khác nhau và một cái sản phẩm khác nhau. Trên một link hàng mình sẽ để rất nhiều đời máy và nhiều cái lựa chọn để chúng ta có thể mua kèm các bạn nhé. Mua kèm ốp với cả kính cường lực cùng một đơn hàng. Chúng ta chỉ cần thêm một giỏ hàng những sản phẩm chúng ta cần mua. Rồi khi nào thêm đủ thì chúng ta sẽ xác nhận hoàn thành đơn, thế là chúng ta có thể vừa nhận được cả ốp cả kính. Rồi chúng ta sẽ thêm đủ vào giỏ hàng như đi siêu thị vậy. Đó, đây là con ốp này, con ốp Mingus cực kỳ ưng luôn các bạn nhé, 14 Pro Max. Con này thì là dạng ốp lưng nhám, lưng cứng nhám, bảo vệ cam, đó. Không bám vân tay luôn, các bạn thấy không? Hàng Mingus thì cực kỳ uy tín, nó không bám vân tay này. Viền này viền dẻo, không lo chảy xước máy, lưng thì lưng cứng các bạn, cực kỳ là ok. Trên ốp thì có ghi đúng tên đời máy luôn. Chúng ta máy gì chúng ta sẽ mua đúng cái đời máy đấy. Đó. Rất là ok các bạn nhé, mẫu này cầm là chắc tay, nắp con máy lên thì cực kỳ đẹp. Ví dụ như chúng ta mua con màu xanh thì chúng ta không thích màu xanh, chúng ta muốn đổi sang màu tím thì chỉ nắp con ốp này vào thì nó sẽ là full tím luôn. Đó, mặt màn hình thì auto là màu đen rồi các bạn ạ, thì không nói gì được. Nên con ốp này thôi thì nó sẽ bảo vệ toàn diện cả cam tất tần tật. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi chúng ta sử dụng ốp những cái con ốp full như này thì tất cả các dòng ốp bên mình đều vừa zin với máy. Các bạn lưu ý là khi nắp thì phải tháo hết cái dán bảo vệ cam. Ví dụ như cái con này thì là nó bảo vệ cam rồi thì các bạn phải cạy hết cái bảo vệ cam cũ ra. Còn ví dụ như cái dòng này đây, cái dòng là cũ là gì? Nó có những cái loại khớp vuông như thế này thì chúng ta nắp vào thôi là được. Nhưng mà với cái dòng bảo vệ cam như thế này thì chúng ta phải cạy hết những cái dán bảo vệ cam ra các bạn nhé. Và những cái dán BBF lưng ở viền là phải bóc hết ra. Tóm lại là máy phải là nguyên bản. Nguyên bản chưa sử dụng cái trang thiết bị gì thì mới nắp được cái ốp này các bạn nhé. Đó là lưu ý mình cùng các bạn để ý hơn về cái vấn đề khi sử dụng. Tránh trường hợp về bảo không nắp vừa thì cố nhét vào sẽ dẫn đến là hỏng ốp, vừa mình giãn cái phần viền này ra thì nó không khít thì dùng rất là khó chịu, mà không dùng thì là mất công và nó có thể là hỏng hàng ở bên của bên mình đi. Nếu lúc ấy trả hàng hoàn tiền hoặc là gì đấy thì nó lại bất hay, thì các bạn hết sức lưu ý giúp mình. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thì các bạn nhớ là bóc sạch những cái gì mà đã sử dụng từ trước đó ra, ví dụ như là dàn cam, BBF viền, BBF lưng, bóc hết ra. Về dán màn hình thì vẫn được các bạn nhé, không liên quan đấy. Thì cái sản phẩm này thì giá cực kỳ là ok luôn, các bạn cứ vào link đặt hàng dưới phần mô tả của video đó. Lốt này thì chưa đến 100.000 đâu các bạn nhé, ra quán mua thì phải có tầm 200 đến 250 đó. Bên mình bán buôn rất là hợp lý, không phải là bán phá giá đâu các bạn nhé, mà mình bán giúp để cho khách hàng tiếp cận được những hàng tốt giá hợp lý thôi đó. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Các bạn ấy hay có ý nghĩa thì hãy bấm một đăng ký kênh, một bấm chuông và chia sẻ video để mình có nhiều động lực ra những video nó hay hơn, chất lượng hơn.
Thì các bạn nhớ vào link giao hàng dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.